Nhưng mà thầy, về cái ngành bò sữa này nó không đơn giản đâu. Bởi vì ngành bò sữa này nó rất là khắc nghiệt. Nếu chúng ta không chấp nhận chơi cuộc chơi của nó thì nó sẽ xử chúng ta ngay lập tức. Và tôi cảm thấy là gì? Tôi thì sống hồi nào giờ thì sống cũng lên bờ xuống ruộng, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Và tôi tin vào cái cảm giác của mình. Cái cảm giác của mình giúp cho tôi gặp được anh Kinh Adico. Và cái cảm giác của tôi nó giúp cho tôi đủ tự tin khi tôi ký cái hợp đồng tư vấn chỗ anh Kinh. Và ngày hôm nay tôi nghĩ rằng cái chuyện đó là hoàn toàn chính xác. Thêm một vấn đề tôi muốn nói luôn là anh Thành. Anh Thành thì chúng ta biết anh Thành hết rồi. Nhưng mà có một cái gì đó về anh Thành, một cái nét đẹp tiềm ẩn, một cái khả năng tiềm ẩn mà chúng ta chưa khai thác hết. Tôi nói thật ra, cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ sinh sản của một cái trang trại bò sữa. Hồi lúc trước tụi tôi tỷ lệ sinh sản kém, nhưng mà từ ngày anh Thành lên, không biết anh Thành làm cái gì mà các em bò sữa cứ lên giống ào 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 ào. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái gì đó tôi cảm giác gì. Tụi tôi thấy rất may mắn. Hôm nay tôi cảm ơn anh Thành. Nhưng mà trước khi nó cảm ơn là tôi cũng cảm ơn anh Kinh. Nói thiệt là hồi lúc đầu tôi làm việc với anh Kinh, tôi nói về tướng học của ông Kinh này á, tôi vẫn không hiểu cha nội này. Tướng thì nó không có cái gì hết, mà sao cha này có tiền? Không phải ít tiền mà rất nhiều tiền. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra anh Kinh á, về nếu là tướng học, anh có một cái tướng học tiềm ẩn. Cho người anh Kinh là về hư hư là thật, mờ mờ ảo ảo. Nếu chúng ta chơi với anh Kinh, chúng ta hiểu rằng chúng ta giống như con rồng, chúng ta chỉ thấy cái đuôi không còn cái đầu. Tôi chơi với anh Kinh, tôi chỉ thấy anh Kinh vậy thôi, chứ tôi không biết anh Kinh nghĩ gì, tôi không biết anh Kinh tính toán gì. Nhưng mà ít nhất trong cái cuộc chơi này, tôi thấy rằng nó hết sức sòng phẳng. Tôi với anh Kinh chơi nhau cũng tương đối ổn. Nhưng mà tôi nói thật, anh Kinh hết sức lợi hại. Tôi cũng chẳng biết anh Kinh sắp tới đây anh tính cái gì. Nhưng về tướng học, tôi nghĩ rằng anh Kinh là cái người tướng có hậu. Có nghĩa là tôi chơi với anh Kinh thì anh Kinh không có hại tôi. Người ta nói hùng hạp, bà con mình nói hùng hạp, có hạp mới hùng chứ không hạp hùng chi. Nhưng mà tôi thì tôi tin hơn cái nét khác. Tôi hạp với anh Kinh về cái việc uống là uống trầm trầm. Nghe cái hát thấy anh Kinh là cái người không có phản bạn. Mà ngày hôm nay tôi nhìn từ bàn này qua bàn này qua bàn này, tôi thấy rằng những người bạn của anh Kinh đều là những người có tướng phúc hậu. Đều để có anh nữa. Tôi không thể ngờ rằng bạn của anh Kinh toàn là những người có tướng phúc hậu. Thứ hai, bạn của anh Kinh toàn là những người có tiền không hẹn. Nó tạo sự may mắn của tôi. Thế hôm nay thì hết sức vui vẻ. Cho nên là cũng biết nói gì hơn, tôi nhớ nè, cuộc đời tôi có nhiều cái sai lầm. Những cái sự chọn lựa, cái sai lầm mình phải trả cái giá. Nhưng mà cái chuyện mà ký với Adico đó là cái sự quyết định hết sức đúng đắn và hết sức kịp thời. Hôm nay tôi muốn cảm ơn Kinh. Tôi muốn chia sẻ với anh Kinh cái điều này. Cho nên cái bài hát này để tặng một cô gái, thường là chúng ta tặng cô gái đúng không? Nhưng bài hát này tôi muốn tặng riêng cho anh Kinh, vì đó chính là Kinh. Một lần nữa không khách sáo, xin cảm ơn anh Trung, cảm ơn các bạn. Và xin muốn nói với anh Trung gì nè, cuộc đời này có những điều khó tin lắm, những điều khó tin lắm. Nhưng mà khi chúng ta biết đặt niềm tin đúng chỗ, điều đó nó trở nên rất là tuyệt đối. Và xin tin rằng cuộc đời này, xin có thể hại ai, chắc Trinh có thể là hại được người khác. Nhưng có lẽ đối với anh Trung á, chắc Trinh không hại được đâu. Xin một lần chúc mừng người đó là Trinh. 1 2 Leo. 1 2 3 Vô. Get ready. Vì đó là em do anh Nguyễn Thanh Trung trình bày.
Bài này tặng riêng Kim nha. Nhạc lớn chút. Phê chút. Xin lỗi bị gián đoạn internet này. Cái này bộ phận quan điểm của nó nha. Kim nghe lại các đơn này nha. Hoặc là tiền thưởng Tết hay gì đó tính đó lại nha. Cắt rồi. Chờ đợi những người đã đến rồi.
Hãy subscribe.